giải trong ngày thi đấu hôm nay. Đấu Triple S cùng với cả Jimmy sẽ đối đầu với nhau. Và bây giờ thì ai sẽ là người chiến thắng? Vị trí của Jimmy đang đẩy lên với cổ UMP trong tay. Nhưng Jimmy đã phải nằm rồi. Ngay sau đấy lại là một tiếng confirm. Như vậy như lần mất đi hai người. Họ chỉ còn hai player nữa, nhưng với cái tên Leon và cả đồng đội mình đã lộ thông tin trước. Tại vì bên phía team NKT Chú đùa là không có cửa nào để đi nữa cả. Leon rồi ơi, lúc chỉ đổi được một tiếng knock out tên Mr. Yo, và đó là cái top thứ 16. Không có bất kỳ một điểm nào dành cho lineup của Chú Đùa Lions. Nhưng sau đó là câu trả lời của BTR. Rosemary cũng đã đi. Án tới gold chỉ còn lại 3 người thôi. Quyết định là sẽ chạy bọc phải. Ba thành viên của Antergo họ công thẳng sang BTR chứ không phải là Vampire. Quyết định cực kỳ quyết đoán từ Antergo, và đoàn quân này đi đến đâu các thành viên của BTR nằm xuống đến đấy. Vâng, Antergo ngay từ đầu hôm nay lại là một ngày từ đầu vượt hạng của họ rồi. Và BTR dừng lại đi top 9 với 8 kiểu. Những tiếng DPS đã vang lên, và bây giờ thì vị trí của Onzen vẫn cố gắng hạ cùng với cái này về bên phía Talon, nhưng không được đến từ vị trí Onzen. Đây là một điểm báo, và Peklan họ chỉ còn hai người nữa mà thôi. Làm sao để đối đầu được với bốn thành viên bên phía Talon khi Onzen vừa rồi đã phải nằm. Và ngay sau đấy lại là một tiếng confirm đến từ vị trí của Lenix. Đây là cơ hội dành cho đội tuyển thứ ba, họ hoàn toàn có thể tham gia giao tranh của cái này về bên phía Peklan và Talon được. Nhưng Moment không thể làm gì được hơn. Tỷ lệ top 1 của Boom đang lên đến con số hơn 70%. 3 vs 2 thì khả năng cao Boom sẽ mang về cho mình cái top 1 ở trong map đấu này rồi. Alpha cố gắng nết, nhưng đó chỉ là tình huống nết để có thể tạo ra khoảng trống cho Handsport You Knock Out xong rồi. Bây giờ là 2 vs 2, tuấn cho đôi nào. Vẫn là Boom rồi, bởi với việc họ có đầy đủ nhân sự thì họ cũng sẽ tiêu tốn đi bớt những lượng thông tin của cái này về bên phía team Antergo. Và thêm những quả nết cho Zombie Mây. Làm gì đây? Vẫn có Zombie Mây cũng phải có tiêu, nhưng ngay sau đó Zombie Mây phải nằm và top 1 ở trong map đấu này. Nó bất thuộc về chúng này về bên phía team Bluewing Sport và suýt chút nữa rồi. Họ đánh mất cái top 1 vào tay của cái này về bên phía team Antergo. Đi sâu hơn nữa thì là Chú Đùa này, cùng với đó là cả xem này. Và như vậy là team Flash quyết định là sẽ công thẳng vào các thành viên bên phía của Fate Clan ở trên của đỉnh đồi Khoai Tây. Một con đường máu được mở ra, Mela là người đầu tiên bị knock vào. Vâng, nhưng vừa rồi thì Onzen cũng hạ gục đi vị trí của Quang Thi rồi. Quang đã phải nằm, tình huống đưa về là 3v3. Mela thì gần như là không được cứu nữa bởi bị confirm, bởi đó là vị trí của Batman. Điểm cứu đầu tiên dành cho cái này về bên phía team Flash. Bây giờ thì Onzen chủ động vòng ra phía sau, team Flash phải cực kỳ cẩn thận ở trong vàng của 3 bài với cái này về bên phía team Fate Clan. Quả nết kêu Batman ơi, Conti bị knock vào rồi. Họ đang gặp một lúc. Đó là điều kiện không may ở góc của cái này về bên phía team NKT. Bây giờ thì Quang Di đang cố gắng dãy dụa, trước đó là vị trí của Moment. Vâng, họ cũng quá nhiều nên những cái góc của Moment đang là cực kỳ sâu. Moment đang bị bắn vào là tương đối nhiều. Moment đang cũng đi được vị trí của Conti, nhưng Batman đã đổi mạng lại với cái này về bên phía team Playground rồi. Và họ chỉ có một mình vị trí của Vitoret mà thôi. Bây giờ Quang Di chỉ cần hầu, chỉ cần cầm chân được Vitoret là một diễn biến quá ở dành team Flash. Và đó là pha cầu mặt chiến thắng dành cho cái này về bên phía team Flash trước này về bên phía team Playground. Còn Sersia và Pick My Team và phải combat với nhau để di chuyển dành cho các thành viên còn lại của Dingo Xavier. Nhưng một cơn mưa smoke đã được trả, và đây là khoảng thời điểm mà Shadow không thể chiến thắng được. Ta xem một tấm trang Linux knock out luôn đi cả Lamborghini với quả nét ném thẳng vào làn smoke và tạo ra được từ Dingo Xavier. Có lợi thế về người, và Talon đang bắt đầu để trống Parazin. Em ơi, bắt chúng tôi. Parazin đổi cho mình cái mạng của Linux. Mystery cũng đã lộ cánh trái và Parazin không cần phải quá cương đâu em ơi, khi mà còn đó là sự cover đến từ chuyện Nettie. Còn DPS, còn Net, chúng ta còn khoảng trống để có thể cứu nhau lên. Shadow đã được dừng dậy, đã ăn máu thành công. Net được ném ra, và đây sẽ là quả nét nhọc tao được Mystery. Vẫn còn đồ để chúng ta có thể trả sang đối phương. Tuyến đầu tiên của Talon đã lủng. Bộ đội còn lại phía sau lưng cũng chỉ có một gốc cây để có thể cố gắng bám trụ thôi. Nhưng quả đen cuối cùng còn lại trong ba lô cái này về bên phía Dingo Xavier. Đã xem là cố gắng đảo ra một cánh trái. Đấy là tình huống 3 vs 4 vs 2. Quả đen đã được xã vào, nhưng chuyện là xem vẫn đang cố gắng né thành công. Bốn quả đen còn lại để cho cái này về bên phía Dingo Xavier có thể khai thác. Cái đó là một tràng lên nữa dành cho cái này về bên phía Dingo Xavier và Parazin. Bây giờ là tình huống 3 vs 1. Vị trí của Linux chạy đi đâu đây? Vâng, Lapo lên tiếng và đó là top 1 dành những cái tay viên bên Dingo Xavier. Từ được thủ vai bởi hai nhân vật trong lineup cái tay viên bên team Vampire và team Flash mất đi vị trí ở Gosu. Thực sự cái căn nhà này nó là căn nhà quá khó. Chú
chúng ta không thể nghĩ ra cách nào để có thể giải cứu được thầy bên phía Team Flash, trừ khi mà có trực thăng đón từ trên mái nhà thôi thì may ra Team Flash mới thoát được, chứ còn Fakeland nó đang có đủ 4. Có vẻ như Fakeland biết rằng chúng ta có những khẩu DPS, vẫn còn hai quả nết trong người của Vintorret. Nhà có máy in ra nết thì sao vậy? Tôi thấy là từ trước đến giờ là Fakeland họ ném rất nhiều nhà. Nine ở đâu đó cũng có một quả nết đang hồng sát ở trong tay. Đó là quả nết bắt được full step của Quang. Ở đây thì đó là Batman đổi sang một khẩu súng sấy cũng không kịp. Nhưng lại không thể hạ gục được vị trí của Logan. Còn Pi Barot là đội tuyển phải dừng lại vì top thứ 13. Nào, một cây cầu này bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn rồi. Xem này, họ cũng phải sang cầu, nhưng đó là quả nết đến từ vị trí của UI. Tiger đã áp nằm. Nhưng xem này, gần như khó để có thể mà cũng có thể bên phía team Zulu, không xét là có thể bên phía team ZBT khi mà Luigi vẫn chưa được cứu lại. Hôm nay phải có ai đó di chuyển sang để cứu cả vị trí của Luigi nữa cơ. Vòng bò tiếp theo, đó là vòng bò vào khu vực đầu cầu ở khu đảo lớn, đó là đầu cầu miêu tả. Nhưng mà xa đâu vừa rồi à cũng đi được, đó là một thành viên bên phía team Zulu liền vị trí của Leon đã bị lốc ảo. Liệu có thể cover bên không? Còn bây giờ thì UI tốc vào được một người bên phía tuyệt đối phương không thể làm cho mình được, đó là ai mạng bên phía tuyệt đối MT. Xem này, mất lưu nhiều, mất thêm cả vị trí UI, họ chỉ có một player nữa mà thôi. MES ở phía bên kia cũng có vẻ như đã cứu được người đồng đội của mình lên. Không, không có cơ hội nào để cứu người dành cho xem này cả. Và bây giờ KNS một mình sẽ phải chống đỡ đợt đẩy đến từ ba thành viên của JPDT. Một khoảng trống đã được mở ra để đối phương cứu nhau lên. Antigo đang ngủ BTR và Satanet bắt thành công trước Hands for You. Boom Esports còn 2, Dudu còn 2. Antigo cũng đang trong trạng thái là thiếu người. Ở đây thì KNS chắc chắn rồi. Câu chuyện là sớm hay muộn mà thôi. Rồi. Của NKT. Nhưng xem nay thì lựa chọn công thẳng vào nhà của Vampire. Lại một lần nữa chúng ta phải nhìn thấy U2 đối đầu với Tony K. Khó cho xem nay trong tình huống này luôn. 3 vs 4. Rõ ràng là cái này bên phía team Vampire họ có một sự chuẩn bị tốt hơn. Stone vừa rồi đã yêu máu. Thì muốn trả nét ngược lại đến từ vị trí của Stone. Còn Vampire thì vẫn chiến thắng vào combat này đâu đó khoảng 90%. Tony K cùng với cả những đội mình còn rất nhiều đồ. Nhà của Kenneth bây giờ đã có chuyến trả đám ngược lại. Thì cái knock vào đi chỉ ở KNS bằng một quả nết. Bây giờ thì là 2v2, chứ là 2v4 thích chuẩn hơn. Khó dành cho cái thầy bên phía team xem này. Quá nhiều nết được trả ra đến từ Vampire. Và bây giờ Tony Kay nào nhét bắn nết vào trong nhà của Senna. Như thế này thì chạy đi đâu đây? Sẽ có tiếng đột nhập từ đó là vị trí của anh Chan Stone. Và bây giờ thì Vampire bị knock vào mất Tony Kay. Ngay sau đây cũng là tiếng đổi mạng lại đến từ vị trí của anh Chan Club và Stone. 4 điểm kill dành cho Vampire của Sena và dừng lại ở vị trí top 14 ở trong map đấu này. Nhưng khi Boom Esports chúng ta phải nắm xuống, Boom Esports họ đang phải có 3 phía sơ MDT. Logan cũng với cả những đồng đội của mình vẫn văn như vậy không? Đó là vị trí anh chàng quay gì? Chỉ còn một ít máu nữa mà thôi. Vezzy đã cố gắng trả smoke ra để cứu lại những đồng đội của mình, nhưng trông như có vẻ là hơi khó khi ở khu vực này. Có quá nhiều đội tuyển khác họ cũng muốn bắn vào khu vực này liền bên phía team Boom và cả ZMT. Bây giờ thì Raze chạy đi đâu đây? Đó là một quả nết chính xác cho vị trí anh chàng Logan. Bồi thêm một quả lửa, Logan đang muốn tiếp cận với đó là vị trí của Frenzy. Vâng, Frenzy chỉ còn có khoảng 5% máu thôi. Thì trên người Frenzy vẫn đang có nết. Cái góc của Logan không thể mở ra được phía bên ngoài, nhưng quả nết được trả ra đến cho Frenzy. Nó clear đi hoàn toàn cái thành viên bên phía team ZMT. Còn Quang và cả những đội đội mình bắt đầu có tiếng phản kháng với cái này bên Talon. Một quả nết đến từ vị trí của Quang. Nó chưa thể nó vào được bất cứ một thành viên nào bên phía Talon cả. Lý Lịch lại chủ động di chuyển vào. Tiếp tục là những tràng nết được trả ra đến từ đại diện của Việt Nam. Quay lại là đội tuyển về dừng lại vì top 7. Những Batman bây giờ thì không qua khỏi rồi. Khi mà quả nết của Zulu nó là quá chính xác. Talon nó đang vươn lên nhưng bây giờ lại là một tiếng bắn xa đến từ cái này bên phía team Flash nhá. Vị trí của Corti knock out đi anh chàng Zoro. Tạo ra một khoảng trống để Quang có thể cứu lại với chiều Batman. Và top 6 dành cho AQ Conti thôi. Tôi xong rồi em ơi. Thực sự là không ổn. Bây giờ thì ASEAN sẽ có cho mình được mạng của Conti và điểm cứu thứ 11 dành cho cái thành viên Talon. Ngày hôm nay Talon đã bắn quá mày. Và khi mà Conti ra đi không còn người bắn cover nữa, bộ đội bình thường team Flash sẽ phải đón nhận những quả nết con lại trong lap của Talon. Họ sẽ dành một khoảng 5 minh để cứu lại cái tên Juru. Antigo đang có xuất hiện phía sau lưng. Nhưng những đạn từ Antigo lại không thể gây sát thương của Talon Esports khi mà họ đã quyết định là di chuyển sang cánh này và tập trung combat với Team Flash. Quang vẫn còn nết,
Batman vẫn còn hết. Ui trời ơi, nhưng mà đó là còn hết. Tìm anh Quang ơi, đúng địa chỉ của người đồng đội. Có nhầm mấy không đây, khi mà Quang ngã gục đi, chính người đồng đội của mình đang kề ở phía bên ngoài. Thì tôi xong rồi, một Vespo là điều không thể. Của Judo Alien lại là cái này bên phía tôi có. Vâng, Leon cùng với cả những đội của mình đã cố gắng trả đồ bằng Rosemary vừa rồi đã bị động vào bởi đó là cái tên Storm bên phía thì va phải. Hắn có gì cũng chỉ 50% máu, tôi đang bị bắn bởi đó là cuộc sườn phải. Đó là Jimmy, hắn có nhiều đã nằm rồi. Và từ Ego bây giờ chỉ còn đó là hai không sẽ là 3 player nữa mà thôi. Còn Judo Alien cũng lao vào. Chưa kể khu vực này có sự chú ý của cái này bên phía team Vampire nhờ. Leon quyết định đẩy vào với củ UMP trong tay. Judo Alien họ đưa đủ người tới khu vực này. Alpha đã phải nằm. Vampire họ muốn tham gia giao tranh là người thứ ba, nhưng lúc bây giờ là quá yếu mà một lúc ngay sau đó cũng đã phải nằm xuống khi mà bị bắn bởi cái thành viên bên phía team Talon. Nhưng chúng ta có 2 điểm kill, tôi nghĩ đấy cũng là một con số tạm ổn dành cho cái thành viên bên phía team DX. Nhưng xem này, họ đang bị công vào bởi cái thành viên bên phía team Blue Sport, đội tuyển mà cố gắng lấy hướng cũng phải gấp 6 giờ để có thể mà có vị trí đẹp ở trong bò. Và đây là cái giá phải trả dành cho xem này khi mà họ đã chia người quá xa nhau. Những từ vòng lót đến từ tuyến đầu là T2 bây giờ quay về thì chỉ nhìn theo hộp sắc của đồng đội rồi. Đẹp đổi đến cái mạng Ponbit. Tầm này là phải gạt rồi. Nếu không gạt thì sẽ ở chân và sẽ bị Jummy Spoker vào. Frenzy cũng đang được đẩy lên. Cố gắng xây như MP theo Frenzy thì cơ hội nào đây Zep ơi. Bây giờ thì sao đây? ANG có súng trong tay rồi nhưng một Vespo nó điều cực kỳ khó khăn ở khoảng gian ban đầu. Nhưng vị trí của ANG đã có cho mình được một điểm kiểu. Ít nhất là đổi hòa. Ít nhất là đổi hòa dành cho ANG. Và câu được thêm thời gian cho những cái đồng đội của ANG có thể di chuyển tới được. Vâng, chưa thấy đạn ở vâng, ANG ngay sau đó cố gắng nhảy ra ngoài. Nhưng bia cũng phải đó là Adam. Trời ơi, Sergia và có 3 người tới rồi. Gần như không có gì để mất dành cho Sergia. Tôi chịu. Trường hợp này tôi chịu. Những Megamind lấy đổi được mạng của Chexy. Và một VFI khoảng ra tiếp theo. Megamind cố gắng cầm cự nhưng gần như nó là vô ích với 4 điểm kill dành cho cái thành viên bên phía team Pivot. Gần như không có gì để mất dành cho Sergia cả và họ tôi nghĩ là buông bỏ thôi. Buông bỏ. Như thế là hoàn thành chỉ tiêu đúng hệ số nha, mỗi trận 1 điểm. Trận này là cũng gạt được 1. Một góc là quá khó. Quan trọng bây giờ phải có ai đó bắn được vào cái thành viên bên phía team Boom. Vampire họ chỉ có một đường đẩy là đẩy thẳng thôi. Nhưng Vampire vừa rồi bị knock out bởi đó là Paladin. Shadow đang đẩy lên và bắt DBG của Tony Kestone. Chỉ có 1% máu mà thôi. Nhưng quả lên trong tay của Shadow. Bomb Beat bị knock out ngược lại bởi Lambo rồi. Một tình huống bắn trước và bọc sau của Ringo Xavier là cực kỳ tốt. Và đó là một quả lên được trả giá đến từ vị trí của Shadow. Clear đi hoàn toàn cái thành viên bên phía team Vampire ở trong pha combat vừa rồi. Chúng ta đã tự giải thoát được đại diện đến một Thái Lan. Bây giờ chỉ còn cái thành viên bên phía team Boom Esports tới 7 điểm kill dành cho Dingo Savio. Judo đang bị công và như vậy là AQ quyết định công thẳng vào nhà của Judo Alliance. Cây lúc bị knock out, Oreo đang cố gắng trả sát thương với những quả nét. Cùng với đó là những quả nét được công sát trong tay của Leon. Jimmy có vẻ như đã lộ. Nhưng ở góc này thì Snap lấy ngay được cho mình cái mái nhà rất nhanh mặc dù là đội tuyển đến sau. Còn bây giờ thì sao đây? Judo Alien họ cũng đang bị kẹp bởi cả cái này về bên phía team Big My Team nữa cơ. Anh xa với cả những đồng đội của mình thôi, xong rồi lại quay về trước Party. Đừng quay sang trái. Ôi, tập trung đi, tập trung. Có bát này, chỉ có Snap rồi. Khi mà các thành viên bên phía Judo Alien đã đưa người ra nhưng Leon đang hở lưng bắt đó lên thì ông bắn xả. Đến từ các thành viên bên phía thì Boom Esports, Judo Alien mất hại. Còn Olio và cả vị trí ở Jimmy ở trong khu nhà này mà thôi. Những quả nét tiếp theo thì trả ra đến các thành viên Judo Alien. Nhưng Yangti đã nói như bản đồ đã gục đi vị trí của anh chàng Linux. Dingo xa việc quyết định tham gia combat là người thứ ba trước thành viên bên phía cho AQ cùng với cả Judo Alien. Chúng ta phải di chuyển vào gần tâm bò nhất. Yangti có mạng Linux và Gosu mà gục đi vị trí của Judo ở đâu đó trên bản đồ. Rồi Talon mất 3 người, họ chỉ có 1 player nữa mà thôi. Góc này là một góc mà Jimmy đang cố gắng lao ra để có thể mà tìm kiếm cái tên Dingo Xavier. Nhưng Paladin nằm ở một góc khuất là an toàn dành cho vị trí của Paladin. Thành viên còn lại của Judo thì vẫn đang là một ẩn số mà AQ đang muốn đi tìm. Tránh tất cả những góc có thể. Trong đó thì Netty và Paladin có vẻ như cũng đã tìm được những cái chỗ nằm đủ an toàn cho mình. Không! Quả net này là quả net mà
chắc chắn khi không tìm thấy người trong nhà thì các thành viên của AQ biết đối phương ở đâu. Các thành viên bên phía ôi và ngay đại diện Việt Nam đâm vào nhau. Bây giờ thì Palazin đổi một, bây giờ Palazin phải nắm Quang Duy đổi được một thành viên nữa bên phía Vinh Rosa bây giờ. Ôi trời ơi, vâng quan trai thế nào mà hai đội tuyển lại đâm vào với nhau. Nhưng với hai người thì cá nhân Tuấn Tái vẫn nghĩ rằng họ có thể mang về cho mình cái top 1 ở trong map thi đấu này để gia tăng khoảng cách với các thành viên bên phía Dingo Xavier. Còn Talon bây giờ thì họ đang cố thủ trước các thành viên bên phía Social Deal, người vào lobby vừa rồi đã phải nằm lại. Vâng, ngay sau đấy lại là một tiếng confirm. Thêm cả vị trí của Azim đã phải nằm lại rồi. Vị trí của Mega Mai liệu có thể bắt lại được những thành viên bên phía Talon hay không? Nhưng thôi xong rồi, rút chốt ở trong tiếng vừa rồi hơi sai đến từ vị trí của Mega Mai. Và bây giờ Mega Mai phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Talon họ đã dựng lại được người. Và ngay sau đó là một tình huống mà Talon đã clear hết tất cả các thành viên bên phía Team Sersia. Giờ thì Vin Torres đã bị knock out đi rồi. Satellite thành viên bên phía BTR liệu có thể phát hiện ra cái tên Jammy May bên phía Boom Sport hay không, khi mà Satellite đang di chuyển ngay phía sau lưng của Boom rồi. Giờ VT đang là đội tuyển có vị trí hai round đẹp nhất. Vâng, 68% cho giờ VT họ có thể mang về cho mình cái top 1 ở trong map đấu này. Botany vẫn còn nết trong tay và đây là quả nết mà sẽ tiễn đi cái thành viên bên phía từ Fakeland với một cái top 4. Và nếu như Gummy bắt được Satellite thì bây giờ sẽ là cái top 2 dành cho Boom Esports đấy.